Xin chào quý vị nhà đầu tư. Ngân hàng là một cái ngành mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt ở Việt Nam, khi mà cái kênh cổ phiếu không phát huy được tác dụng đáng kể, kênh trái phiếu thì rất là khó khăn. Bởi vậy, cái kênh ngân hàng lại càng thể hiện cái vai trò quan trọng và nó chính là cái ngành được hưởng lợi khi những cái kênh huy động vốn khác khó khăn. Và chính vì thế cho nên cái ROE, tức là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của ngành ngân hàng trung bình là cao gấp gần 2 lần so với toàn bộ những cái ngành khác có lại. Chính vì thế cho nên là những cái ngân hàng thì thường có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và về lâu dài nó có thể vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức rất lớn cho nhà đầu tư. Đặc biệt ngân hàng nào ROE càng cao thì cái việc trả cổ tức tiền mặt trong tương lai sẽ càng lớn và cái việc nó sẽ không cần phải huy động thêm vốn của nhà đầu tư mà nó sẽ chỉ trả tiền cho nhà đầu tư rất nhiều. Bởi vậy cho nên việc tìm ra những cái ngân hàng ROE cao là một điều rất quan trọng để chúng ta có thể tham khảo trong các quyết định đầu tư của mình. Và trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng tôi nhận thấy có VIB là cái ngân hàng có cái ROE cao nhất như vậy. Nó cao dẫn đầu trong cái ngành ngân hàng trong 4 đến 5 năm qua. Ở đây chúng ta có thể thấy là ROAE, tức là chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân của cái ngân hàng VIB này thì 2019 thấp nhất của nó cũng là 27,1%, thì 9 tháng đầu năm 2022 nó tới 31,9%. Thì lưu ý đây là ROAE, tức là bình quân. Còn nếu mà ROE của nó thì nó phải lên đến trung bình là từ 33 đến 36% một năm. Thì tức là như thế này, vốn chủ sở hữu giả định có 20.000 tỷ chẳng hạn, thì một năm nó có thể làm ra lợi nhuận khoảng độ 6.800 đến 7.100 tỷ đồng. Có thể nói là một cái mức sinh lời rất cao và nó cao gấp khoảng độ 5 lần so với lãi gửi ngân hàng. Thì đây gọi là top những cái doanh nghiệp hiếm có ở trên thị trường chứng khoán. Ở bên tay phải đây là cái kết quả kinh doanh của cái ngân hàng này. Nếu như năm 2018 lợi nhuận chỉ là 2.194 tỷ thôi, thì chỉ 4 năm sau đến năm 2022 thì lợi nhuận đã tăng gần gấp 4 lần, dự báo là đạt khoảng 8.400 tỷ đồng cái lợi nhuận sau thuế. Và với cái vốn chủ sở hữu của năm 2021 là 24.291 tỷ thì nó đã làm ra cái mức lợi nhuận dự báo khoảng 8.400 tỷ, tương ứng với ROE khoảng 34.5%, còn ROAE thì nó cũng khoảng hơn 30%. Thì trên đây chính là cái ngân hàng có cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất Việt Nam trong nhiều năm qua. Và lưu ý với quý vị là chúng tôi đưa ra những cái thông tin đây là dựa trên những cái báo cáo, dựa trên những cái nguồn dữ liệu chính xác nhất và nhằm mục đích đưa đến quý vị tham khảo. Còn quyết định đầu tư hay không là do nhà đầu tư tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cái hiệu quả của mình.